chào mọi người, Dung rất vui được gặp lại cả nhà trong video số Tết của Remitano. Mọi người biết không, nếu Bitcoin được xem là coin vua, thì Ethereum lại xem là nữ hoàng của các đồng coin. Đây là đồng tiền điện tử có vốn hóa thị trường đứng thứ hai chỉ sau Bitcoin. Vậy Ethereum là gì? Hôm nay Dung sẽ giải thích cho mọi người hiểu theo một cách đơn giản nhất nha. Đừng rời mắt khỏi màn hình nhé, vì các bạn sẽ có cơ hội may mắn nhận được giải thưởng 20 USDT trong mini game ở cuối video nữa đấy. Theo quan sát của Dung thì từ cuối năm 2020 đến đầu tháng 1 năm 2021, giá trị của ETH đã tăng gấp 3 lần và nhiều lần trở lại với mức giá cao nhất kể từ năm 2017 là 1.400 đô. Thậm chí, tại thời điểm Bitcoin điều chỉnh hay đi ngang, ETH dường như vẫn trụ vững và có sức bật mạnh mẽ hơn cả đồng coin vua. Theo sách vở, thì nền tảng Ethereum được sáng lập bởi một lập trình viên trẻ người Canada gốc Nga có tên là Vitalik Buterin vào năm 2015. Nói một cách phức tạp thì Ethereum là một nền tảng phần mềm mở dựa trên công nghệ blockchain cho phép nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung. Thôi, để dễ hiểu hơn một chút thì chúng ta hãy so sánh Ethereum và Bitcoin nha. Bitcoin là một hệ thống chuyển tiền điện tử ngang hàng cho phép giao dịch tiền tệ một cách phi tập trung. Nói một cách dễ hiểu hơn, nó là một ứng dụng đơn lẻ. Còn Ethereum thì không chỉ là một ứng dụng mà nó còn là một cửa hàng ứng dụng. Ai dùng Apple chắc hẳn đều biết đến App Store đúng không nào? Ethereum cũng tương tự như App Store vậy. Nhờ Ethereum mà hàng trăm hàng ngàn ứng dụng phi tập trung đã được tạo ra để nhằm phục vụ cho các mục đích khác nhau. Một số ứng dụng khá nổi tiếng sử dụng công nghệ blockchain của Ethereum có thể kể đến như Maker DAO, một nền tảng cho vay crypto rất thành công. CryptoKitties, một game nuôi mèo ảo cực kỳ nổi tiếng. Uniswap, một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đã làm mưa làm gió trong năm 2020. Tuy nhiên, các bạn đừng lẫn lộn Ethereum và Ether nhé. Ether hay còn gọi là ETH là một đơn vị tiền tệ được sử dụng để chạy các ứng dụng trong mạng lưới này. Nói cách khác, đồng coin Ether đóng vai trò cung cấp năng lượng cho mạng Ethereum khi một giao dịch được thực hiện qua các ứng dụng hay còn gọi là phí giao dịch. Tóm lại, Ether là đồng coin, còn Ethereum là nền tảng mã nguồn mở. Đó chính là bản chất của Ethereum. Nhìn chung, đồng coin ETH hoạt động tương tự như Bitcoin ở chỗ, nó là một loại tiền kỹ thuật số được sử dụng như một hình thức thanh toán hoặc một phương tiện lưu trữ giá trị. Vậy là các bạn đã hiểu cơ bản về Ethereum rồi chứ? Thị trường biến động mạnh là cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư lướt sóng và thu về những khoản lợi nhuận đáng kể. Tính năng Invest của Remitano sẽ giúp bạn trải nghiệm và nắm bắt thời cơ sinh lợi. Với danh sách đầu tư bao gồm 11 đồng coin uy tín hàng đầu thị trường, bạn có thể thoải mái lựa chọn. Dễ lắm, Dung còn chơi được thì bạn cũng có thể xem nhé. Đầu tiên, các bạn hãy vào app Remitano và truy cập vào mục Invest. Bước 2, lựa chọn coin muốn đầu tư và bấm vào mua. Dung sẽ chọn Polkadot. Đây cũng là đồng coin có sức tăng trưởng khủng khiếp vừa được Remitano niêm yết trên sàn. Cửa sổ tạo đầu tư sẽ được hiện lên như sau. Bước 3, mình sẽ điền số lượng coin muốn mua và bấm tạo đầu tư. Ở đây, Dung sẽ chọn 2 dot và bấm tạo đầu tư. Cửa sổ chi tiết đầu tư sẽ hiện lên với trạng thái đang chạy như sau. Giá của lệnh đầu tư sẽ được cập nhật liên tục. Đầu tư của bạn sẽ được chạy cho đến khi bạn bấm lệnh đóng. Khi đóng lệnh, số tiền lời sẽ được cộng vào số dư tài khoản của bạn. Để quản lý toàn bộ danh sách đầu tư của bạn, thì tại bảng điều khiển, bạn bấm chọn đầu tư. Vậy là chỉ với vài thao tác đơn giản, các bạn có thể tạo ra những khoản đầu tư và kiếm được lợi nhuận chỉ trong tích tắc. Quá tuyệt vời phải không nào? Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng tính năng Margin 2X trong một Invest của Remitano để có thể nhân đôi cơ hội kiếm lời của mình. Nếu không hiểu, các bạn cứ comment dưới video này, Dung sẽ trả lời hết nha. Đơn giản là vậy, nhưng nhớ hãy tìm hiểu thị trường thật kỹ trước khi tham gia. Hãy là những nhà đầu tư crypto thông minh các bạn nhé. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng đến với phần hấp dẫn nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là mini game. Các bạn thân mến, mini game của chúng ta kỳ này sẽ là một câu hỏi. Các bạn sẽ trả lời câu hỏi bằng cách comment phía dưới video này theo cú pháp câu trả lời cộng username tại Remitano của bạn. Dung sẽ chọn ngẫu nhiên hai người chơi may mắn có câu trả lời đúng nhất với hai phần quà, mỗi phần quà trị giá 10 USDT. Kết quả sẽ được công bố vào video kế tiếp. Và đây là câu hỏi của chương trình. Hiện có bao nhiêu đồng altcoin được Remitano niêm yết trong một invest? Còn chân chơi gì nữa, hãy nhanh tay comment dưới video này để tham gia mini game và rinh quà về nha.
Giải thưởng 20 USDT đang chờ để chuyển đến tài khoản của các bạn. Đón xem video kế tiếp của Remitano để biết kết quả và danh sách trúng thưởng các bạn nhé. Hy vọng video kỳ này đã mang đến cho các bạn nhiều thông tin hữu ích. Nếu thích video này, hãy like và subscribe kênh YouTube của Remitano để nhận thông báo khi có video mới nha. Chúc các nhà đầu tư của Remitano một năm mới an khang thịnh vượng, lúa về đầy kho.